Giãn cách kéo dài, từ 6 giờ sáng hôm nay, Hà Nội đã gần như mở lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ để cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường. Trong sáng nay, rất nhiều người dân đã vui mừng đi ăn phở trong thời tiết se lạnh của Hà Nội. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, ngay từ sáng sớm nay, rất nhiều người dân đã tới các quán để ăn sáng. Nhiều người không giấu nổi niềm vui khi được ăn bát phở nóng trong thời tiết se lạnh. Nói chung là rất no, nhưng mà trải qua một cái thời gian nó cũng tương đối là dài, khoảng mấy tháng giãn cách, thì đến bây giờ thì cũng vẫn là no, vẫn cũng chủ quan, nhưng mà có không khí đều nè, được mở ấy ra như này thì nó vui chứ, thoải mái. Vấn đề phòng dịch thì sao thế? Phòng dịch thì ở đây thì mọi người về cơ bản thì quan điểm cá nhân của tôi thì là về cách phòng dịch như thế là cũng tốt. Đấy, tốt thì bởi vì cái thời điểm này thì bởi vì ta xác định người ta sống chung với dịch đó. Đấy, chứ còn cách ly mãi thì là cũng sẽ gây những cái ức chế về tất cả mọi người, người dân bình thường ấy. Là đôi lúc ấy, trong quá trình ấy thì đấy là có nghĩa là quan điểm cá nhân. Cùng với việc mở lại các dịch vụ ăn uống, trong ngày hôm nay, vận tải hành khách liên tỉnh của Hà Nội đã hoạt động trở lại. Tại bến xe Mỹ Đình trong sáng nay, hàng chục chuyến xe khách liên tỉnh cùng xe buýt nội đô đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đi lại chưa nhiều. Hơn 400 người dân Kiên Giang đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do COVID-19 đã được tỉnh này đón về quê. Cũng như những lần trước, người dân được test nhanh COVID-19 tại điểm đón. Những người có kết quả âm tính thì được đưa về cách ly tại nhà. Qua test nhanh, có 2 trường hợp dương tính được đưa bằng xe cấp cứu về thẳng khu điều trị ở địa phương để tiếp tục làm xét nghiệm PCR. Đây có thể là lần cuối tỉnh Kiên Giang tổ chức xe lên đón người dân, bởi tới đây hoạt động xe khách liên tỉnh sẽ hoạt động trở lại. Đến thời điểm này, Kiên Giang đã tổ chức 4 đợt lên thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đón gần 2.000 bà con về quê, đưa 300 công dân từ Bà Rịa, Vũng Tàu về quê. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 3 để sàng lọc nguy cơ COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, địa phương này đã tổ chức 6 đợt lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 và kết thúc vào ngày 16 tháng 12. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện lưu ý ưu tiên lựa chọn các đối tượng đại diện hộ gia đình tham gia lấy mẫu xét nghiệm như trường hợp từ các địa phương khác về Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 10, không áp dụng biện pháp cách ly y tế. Học sinh, sinh viên, giáo viên, người thân trở về Đà Nẵng theo kế hoạch đưa đón từ cuối tháng 9. Những trường hợp di chuyển, tiếp xúc nhiều nhất trong gia đình như đi chợ, vận chuyển, hàng hóa, thống nhất không lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm trong vòng 72 giờ qua. Đà Nẵng đã qua 13 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ khi mở lại hoạt động thí điểm các đường bay nội địa đến hôm nay thì đã có nhiều chuyến bay bị hủy vì lý do như địa phương nơi đến bắt buộc cách ly tập trung, duyệt danh sách trước khi bay, v.v. Việc nhiều địa phương đã áp dụng phương án giám sát dịch tễ khác nhau đã gây khó cho hành khách di chuyển trên các chuyến bay nội địa và cảng hàng không. Vì vậy, cần thiết phải sớm có sự thống nhất chung về giám sát dịch tễ để hàng không nội địa được trở lại bình thường. Ngay trong ngày đầu tiên mở lại các đường bay nội địa, trong 20 chuyến bay được cấp phép thì chỉ có 6 chuyến bay thành công. Toàn bộ các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác ra Hà Nội đã phải hủy dù hãng bay đã bán vé và thậm chí là đã làm xong thủ tục đưa khách lên tàu bay. Lý do là Hà Nội bắt buộc hành khách khi xuống sân bay Nội Bài phải cách ly tập trung. Việc đưa ra các quy định giám sát dịch tễ theo kiểu riêng của mình đã khiến cả hành khách lẫn hãng hàng không và các đơn vị cảng rất bất bình. Hiện nay là hành khách rất đang cần thiết để được là di chuyển bằng đường hàng không, và nền kinh tế nói chung cũng rất cần là phải được thông thương để mà phát triển. Thì cái điều đấy là cái điều mà cực kỳ cần thiết. Chứ còn nếu như mà các cảng hàng không khác, các địa phương khác mà mở cửa đồng ý tiếp nhận chuyến bay nhưng mà Hà Nội Bài không được có chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh thì là cũng sẽ ảnh hưởng đến chung của cả toàn bộ mạng lưới bay cũng như là ảnh hưởng chung đến phát triển kinh tế của cả nước. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo thực hiện nghiêm việc mở lại các chuyến bay nội địa, tuy nhiên việc giám sát dịch tễ giữa các địa phương vẫn mỗi nơi mỗi kiểu, khiến các hãng hàng không rất bị động. Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy. Phía Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không cho rằng, nếu không có sự thống nhất giữa các địa phương, điểm đi và điểm đến, giữa các sân bay chính và sân bay trung chuyển, thì hàng không rất khó để hoạt động. Các sân bay chính cho đến các sân bay trung chuyển, thì nên có một cái sự thống nhất và chung
về các quy định và các thủ tục đi lại. Như vậy thì nó sẽ thuận tiện, nó không bị đứt gãy, cũng như là không, nó làm chậm cái quá trình chuẩn bị cũng như là việc các chuyến bay của các hãng không. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục làm việc với các địa phương để giải quyết các bất cập về hoạt động bay nội địa trong giai đoạn này. Những ngày qua, toàn ngành bảo hiểm xã hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất. Theo đó, tính đến ngày 13 tháng 10, cơ quan này đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 311.000 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và khoảng 87.600 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền hỗ trợ trên 920 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thông báo sẽ tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với một số trường hợp được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu đề xuất các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ. Buổi tập huấn nâng cao năng lực truyền thông báo chí trong quản lý rác thải nhựa vừa được báo điện tử VTC News, Ban quản lý dự án về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên tai Việt Nam tổ chức. Thông qua hoạt động này, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí sẽ nắm bắt được kiến thức cơ bản nhất về thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam và thế giới, tác động của rác thải nhựa với môi trường, động vật, con người trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, các nhà báo cũng nắm bắt các kỹ năng nghiệp vụ như kiểm chứng thông tin, cách thức đưa tin, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả truyền thông trong quản lý rác thải nhựa. Theo ước tính, 500 tỷ túi nhựa và 40% nhựa được sản xuất ra mỗi năm trên thế giới không được sử dụng đến. Riêng tại Việt Nam, con số này là 1,8 triệu tấn với khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm.